Tại Bắc Cực, một nhóm những nhà khoa học đang khoan băng để lấy những mẫu nghiên cứu. Không ngờ lớp băng vốn dĩ có độ dày cả 100 mét, vậy mà giờ một tác động nhỏ của máy khoan đã làm nó nứt. Dần dần, nó đã kéo theo cả máy khoan rơi xuống khe nứt khổng lồ. Còn ba nhà khoa học vẫn may mắn kịp thời tránh xa vùng nguy hiểm. Một thanh niên vì tiếc mẫu vật mà đã nhảy sang bên kia khe nứt để lấy nó. Để khi quay lại thì anh không thể nhảy sang được bờ bên kia. May mà vẫn có hai người còn lại kéo anh ta lên. Lúc này cả thềm băng cũng đã nứt ra, tạo thành một khe nứt khổng lồ kéo dài hàng trăm km. Cùng lúc đó cũng đang diễn ra cuộc họp của Liên Hợp Quốc đang bàn về vấn đề nóng lên toàn cầu. Tiến sĩ Jack đã dự đoán mối nguy sắp kéo đến. Ông dự đoán chỉ một thời gian ngắn nữa trái đất sẽ rơi vào thời kỳ kỷ băng hà. Khi đó nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống còn âm 100 độ C. Con người và mọi thứ sẽ bị đông cứng chỉ sau vài giây khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, nên giờ họ cần hành động để ngăn chặn điều đó. Nhưng Tổng thống lại không đồng ý, vì làm thế sẽ tốn hàng nghìn tỷ của đất nước. Nhưng rất có thể dự đoán của Jack sẽ trở thành sự thật, vì khắp nơi trên thế giới đang dần xuất hiện những cơn bão mạnh. Tại thành phố Tokyo, Nhật Bản cũng đã đổ xuống trận mưa lớn nhất lịch sử. Những viên đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống giết chết hàng nghìn người. Còn máy bay ở trên trời cũng gặp sự cố, đột nhiên nó đã trở nên rung lắc mạnh, dường như đó là dấu hiệu để cảnh báo một thảm họa sắp xảy ra. Cùng lúc đó, trên trời hàng triệu con chim đang cùng nhau bay về phương Nam, đó là dấu hiệu chúng đang bỏ chạy khỏi vùng lạnh. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, những cơn bão cực mạnh đã kéo đến nước Mỹ. Thành phố Los Angeles là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên, hàng chục cột lốc xoáy bao trùm lấy thành phố. Nó đi qua bất cứ nơi nào thì nơi đó sẽ biến thành một đống đổ nát. Sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều người đã phải bỏ chạy khỏi thành phố. Người nào cố chấp ở lại thì chỉ có chết. Những tòa nhà cao tầng cũng trở nên nhỏ bé đối với những cơn lốc xoáy. Đợi khi cơn bão qua đi thì cả thành phố Los Angeles đã biến thành một đống đổ nát. Còn tiến sĩ Jack vẫn không ngừng tìm cách chứng minh cho mọi người thấy là kỳ băng hà đang kéo đến. Nhưng không ai chịu tin anh, và chỉ cho rằng đó là mấy cơn bão như mọi khi. Những cơn bão càng ngày càng kéo đến nhiều, làm Jack vô cùng lo lắng cho cậu con trai của mình. Cậu ấy là Sam, đang theo học ở New York cách nhà hàng nghìn km. Jack không ngừng bắt Sam phải sớm trở về nhà, nhưng cậu không thể vì những chuyến bay đều đã bị hủy. Lúc này phía quân đội đã cho 3 chiếc trực thăng đi vào tâm bão kiểm tra, nhưng ngay khi họ đi vào tâm bão, toàn bộ mọi thứ trên chiếc trực thăng đều đã bị đóng băng. Rất nhanh cả 3 chiếc trực thăng đều đã bị rơi. Không biết nhiệt độ ở đây lạnh đến cỡ nào mà khi những phi công vừa thò mặt ra đều bị đóng băng sau 2 giây. Mà lúc này mưa lớn cũng đã kéo đến New York, chỗ Sam cũng bắt đầu bị ngập. Mọi người cũng nhận ra nguy hiểm sắp kéo đến, thì nhau bỏ chạy trở về những tòa nhà cao tầng. Sam cùng những người bạn cũng dẫn nhau bỏ chạy đến thư viện. Quả nhiên lúc này ngoài biển đã nổi lên những cơn bão lớn, kèm theo đó là những con sóng khổng lồ. Dần dần, nó đã hình thành một cơn sóng thần, đánh vào thành phố New York với tốc độ khủng khiếp. Khắp các ngóc ngách đều đã bị nhấn chìm, hàng nghìn người không kịp bỏ chạy đều đã bị nước cuốn trôi. Bên này Sam vẫn đang cố gắng bỏ chạy về phía thư viện. Khi nhìn quay lại thấy cô bạn Laura vẫn chưa phát hiện ra cơn sóng thần, nên Sam đã phải chạy quay lại chỗ cô ấy. Lôi cô ấy kịp thời bỏ chạy vào trong thư viện cùng mọi người, may mà họ đã kịp thời lên nơi cao nên không bị ảnh hưởng. Theo như dự báo của Jack, cả nước Mỹ sẽ bị bao phủ bởi băng tuyết trong vài ngày tới. Nơi ấm nhất chính là phía Nam, nhưng nhiệt độ ấm nhất cũng đủ để làm con người ta lạnh buốt con tim, mà lúc này thành phố New York vẫn đang bị nhấn chìm bởi nước biển. Sam cùng với những người khác vẫn cố thủ ở trong thư viện. Lúc này Sam đã tìm thấy một chiếc điện thoại liền điện về cho bố. Jack cũng dặn dò cậu là hãy cứ ở im trong thư viện, không được cùng mọi người di cư đến phía Nam vì đã quá muộn. E rằng họ chưa kịp đến phía Nam thì đã bị đông cứng giữa đường, vì thế mà Sam cùng với mọi người hãy cố thủ ở đấy chờ bão qua đi. Ông chưa kịp dặn dò xong thì nơi Sam gọi điện đã bị ngập nước, may mà cậu vẫn kịp thoát ra khỏi đấy, nhưng đã ướt hết người khiến cậu bị lạnh cóng. Cô bạn Laura đã đi tìm quần áo khô thay cho Sam, rồi còn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho cậu. Quả nhiên lúc này đã có rất nhiều người đổ xô kéo nhau đến phía Nam, vì luôn cho rằng nơi đó sẽ ấm hơn rất nhiều. Nhóm người ở trong thư viện cũng quyết định sẽ đi bộ về phía Nam như những người khác. Ngay khi biết ý định của họ, Sam liền đứng lên ngăn cản, nói rằng bố của cậu khuyên mọi người hãy cố thủ ở trong nhà, vì chỉ vài ngày nữa sẽ có một luồng không khí cực mạnh sẽ đổ bộ xuống trái đất. Khi đó họ chưa đi được đến phía Nam thì đã bị đông cứng, vì thế mà họ hãy cố thủ ở trong nhà cho đến khi cơn bão đi qua. Nhưng không ai chịu tin anh, họ vẫn cứ tiếp tục di chuyển về phía Nam để tìm nơi ấm hơn. Chỉ còn Sam cùng với Laura và mấy người nữa là vẫn cố thủ ở lại thư viện. Nhiệt độ càng lúc càng lạnh, giờ chỉ còn cách đốt lửa để sưởi ấm. May mà đây là thư viện có rất nhiều sách, mọi người đã cùng nhau gom toàn bộ sách lại một chỗ, dùng nó đốt lửa để sưởi ấm. Quả nhiên lúc này nhóm người cố chấp đi về phía Nam cũng đã hối hận, mặc dù đốt lửa ấm nhưng họ vẫn không thể chống chọi với cái lạnh. Đã có rất nhiều người chết đông cứng ở dọc đường. Bên này cuối cùng thì phía chính phủ cũng đã chịu tin lời Jack. Họ đã xin anh phương án để giải quyết, nhưng Jack cho rằng đã quá muộn để sơ tán người dân ở phía Bắc.
vì chỉ vài ngày nữa nhiệt độ sẽ hạ xuống âm 100 độ C, lúc đó thì chỉ cần thò mặt ra ngoài là đã bị đông cứng, nên cách duy nhất để cứu những người ở phía Bắc đó là bảo họ hãy cố thủ ở trong nhà đợi khi cơn bão qua đi, còn quan chức nhà nước bọn họ thì sẽ bỏ chạy sang Mexico, đó là đất nước duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết. Nhưng Jack lại không đi cùng họ, thay vào đó là anh quyết định sẽ đi đến New York để cứu con trai. Đã có hai người đồng nghiệp tình nguyện đi cùng anh, nhưng khắp nơi đều đã bị bao phủ bởi tuyết nên họ không thể di chuyển bằng ô tô. Vì thế mà ba người đã cùng nhau đi bộ, nhìn thì như kiểu họ đang đi trên mặt tuyết, nhưng thực chất là họ đang di chuyển trên mái của các tòa nhà cao tầng. Đột nhiên một tấm kính vỡ kéo ba người rơi xuống dưới, may mà Jack kịp giữ họ lại. Nhưng vẫn có một thanh niên bị treo lơ lửng giữa tòa nhà, hai người bên trên cố gắng giữ anh ta, nhưng tấm kính cũng không thể chịu được sức nặng của họ. Tay của một thanh niên vì cố giữ mà cũng đã bị chảy máu, thấy vậy người đàn ông kia đã cắt đứt sợi dây rơi xuống dưới chết, để nhường lại cơ hội sống cho Jack cùng với Paul. Có đau buồn nhưng hai người vẫn phải tiếp tục đi về phía New York. Bên này nhóm người Sam vẫn an toàn trong thư viện nhờ có lửa sưởi ấm, nhưng lúc này tình trạng của Laura đang dần xấu đi, liên tục sốt cao làm cho Sam lo lắng. Kiểm tra nguyên nhân là do vết thương ở chân Laura trong quá trình bỏ chạy, nó đã bị nhiễm trùng dẫn đến việc cô bị sốt cao, giờ cần phải có thuốc kháng sinh thì mới giữ được tính mạng của cô. Cơn bão thì ngày một lớn, nhìn từ trên cao thì nó đã bao phủ gần như cả trái đất, nhưng Sam vẫn quyết định sẽ ra ngoài để đi tìm thuốc cho Laura. Đã có hai người khác cũng đi cùng cậu, lúc này họ đã tìm thấy một con tàu bị sóng thần đánh dạt vào đây. Ắt hẳn bên trong sẽ có thuốc nên ba người đã vào trong, không ngờ bên ngoài đã có mấy con chó sói đang đi săn, nó đã đánh hơi và phát hiện ra mấy người họ. Còn lúc này mấy người họ cũng đã tìm thấy tủ thuốc, thành công lấy được loại thuốc Laura cần, nhưng họ chưa kịp rời đi thì mấy con sói cũng đã đến. Họ định bỏ chạy nhưng đã bị một con tóm được, ba người điên cuồng tấn công để chúng nhà mình ra, lúc này họ cũng đã nhận ra mình đang ở tâm bão. Theo như dự đoán thì nhiệt độ ở đây sẽ giảm 10 độ mỗi giây, vì thế mà họ cần phải nhanh chân trở về thư viện. Nhưng đàn sói thì vẫn canh họ ở bên ngoài, nhờ Sam nhanh trí dụ chúng đi vào bên trong, sau đó thì đóng cửa lại mới thành công nhốt được chúng. Ba người liền kéo theo nhau trở về thư viện, lúc này nhiệt độ lạnh cũng đã kéo đến đây, đó là luồng khí lạnh âm 120 độ C, nó đi đến đâu đồ đóng băng đến đó. Giờ chỉ cần ba người chậm một bước là cũng bị đóng băng ngay lập tức. May mà ba người đã kịp chạy về thư viện trước khi bị luồng khí lạnh đuổi kịp, thấy cánh cửa cũng đã bị đóng băng. Mấy người liền tăng cường đốt sạch để giữ ấm cho căn phòng. Bên này bố của Sam vẫn không ngừng di chuyển đến chỗ cậu, nhưng bạn đồng hành đã kiệt sức mà ngã xuống. Jack không bỏ anh ta lại, thay vào đó là ông vẫn kéo đồng đội đi theo mình. Nhưng lúc này ông đã nhìn thấy luồng khí lạnh kia đang kéo đến phía mình. Ông liền vứt đồng đội xuống tòa nhà dưới chân, rồi đến lượt ông cũng nhảy xuống đó để tránh không khí lạnh. Đợi khi đồng nghiệp tỉnh lại thì đã thấy mình đã ở nơi an toàn, đó là nhờ Jack đã đốt lửa xung quanh để sưởi ấm cho anh. Sau đó hai người lại mặc quần áo bảo hộ vào và tiếp tục lên đường. Lúc này khắp nơi đã đầy những xác chết bị đông cứng, may mà cơn bão cũng đang có dấu hiệu giảm dần, để rồi sáng hôm sau khi họ tỉnh lại thì đã không còn thấy tuyết rơi nữa, nhưng ánh nắng ấm áp cũng đã xuất hiện trở lại. Hai người họ vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, để rồi họ đã thành công đặt chân đến New York. Họ cũng đã tìm thấy thư viện nơi Sam đang ở, nhưng khi vào trong thì thấy không có một bóng người. Đúng lúc tưởng Sam đã không thể chống chọi được thì Jack đã nhìn thấy một căn phòng phát sáng, để khi vào trong thì ông đã thành công tìm thấy con trai của mình, nhờ nghe theo lời của ông mà mọi người cố thủ ở trong nhà đã trụ được qua cơn bão. Phía quân đội cũng cử trực thăng cứu hộ đến, toàn bộ những người còn sống đã đi lên đỉnh tòa nhà đón trực thăng, đưa họ đến nơi không bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!